Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một món nước nước ép trái cây nha các bạn. Mình sẽ ép những cái loại trái cây mà mình đã cắt sẵn đây. Đây là có những loại trái cây như là nho, cam, strawberry, táo, blueberry. Đó, đây là những trái cây mình cắt sẵn ra. Thì mình sẽ giới thiệu sơ, rất là sơ thôi, cái cách mà mình làm cái nước trái cây để mình uống hàng ngày. Đây là cái máy rút này của mình làm này. Cái này là cái máy Hurum slow rút. Đây. Cái này là Hurum slow rút. Mình mua cái máy này rồi mình ép nước trái cây ra mình uống rất là ngon. Rất là tốt cho sức khỏe luôn á. Thì cái máy này mình mua cũng lâu rồi. Mình cũng có làm một hai video về cái máy này, nhưng bây giờ thì mình sẽ làm thêm một cái video về những cái trái cây mà mình làm hôm nay. Ok, bây giờ mình chuẩn bị xay nhé. Và các bạn, bây giờ là mình xay trái cây là mình bật cái máy lên trước này. Đó, mình cho nó on xong rồi mình luộc, mình bỏ trái cây vào trong cái máy này thôi. Đây là nước nó tự ra. Đó, mình bỏ từ từ thôi nha các bạn, không có bỏ nhanh quá, không có bỏ, mình cắt miếng nhỏ nhỏ thôi thì cái máy nó sẽ làm việc đỡ vất vả hơn là cái khi mình để một cái miếng thực là to. Khi mà mình để cái miếng to quá thì cái máy nó sẽ dùng nhiều sức hơn, thì mình cũng không muốn tốt, mình muốn tốt cho cái máy nên mình cắt nhỏ ra thì cái máy nó dễ dễ ép hơn. Đó, rất là đơn giản thôi. Cái này các bạn có thể xay với trái cây, với rau nhé. Ai mà ít ăn rau á thì mình xay ra thì mình uống thì nó dễ hơn mà ăn. Mình thì mình hay ăn rau nên mình không cần xay rau, mình xay trái cây uống cho nó ngon á. Mình thích uống trái cây, để mình lười ăn trái cây nên mình xay trái cây ra mình ăn thôi, mình uống thôi. Đó, các bạn thấy cái nước rất là đẹp này. Còn đây á, là cái xác nó sẽ ra đây, nước nó sẽ ép nó ra trên này, xác nó sẽ ra cái thùng này á, là cái nước ra đây nhé. Còn đây là cái xác, nó để hướng cái xác đó. Cái này cũng bất công lắm, các bạn muốn ăn muốn uống nước trái cây á là mình phải cắt ra, mình rửa trái cây xong mình cắt nhỏ ra, mình làm thì mình ăn bao nhiêu thì mình cắt ra bao nhiêu đi vậy đó mà. Đó, đơn giản ha các bạn, không có cầu kỳ lắm. Chừng một cái tô trái cây vậy mình uống cũng được 3 người uống các bạn nhé, một người một ly. Đó, đây là strawberry này, nó đỏ chút nữa nó sẽ làm cho cái nước mình nó đỏ lên. Thích lắm, cái này mình uống vào mình rất là thích luôn á. Mình bỏ từ từ thôi, mình không muốn bỏ nhiều quá, cái máy nó đầy cái máy á, nên mình cứ từ từ mà làm, không cần gì phải vội vàng nha. Nghĩ á là mình cho vô cái kho này luôn, còn cái rửa cái này mất công. Đó, mọi người thấy không? Đó, nước nó ra từ từ á. Đó, nước nó ra từ từ, có cam, có táo, có strawberry, có blueberry, có dâu tây, hai loại nho nha, một loại nho xanh và một loại nho đỏ nha. Mình để
để lại. Đó, để mình cho các bạn coi nhé. Các bạn thấy nó ra đây, nước nó ra đây, các bạn thấy không? Đó, để mình bỏ vô đây này, mình bỏ cái cây lên trên này. Đó, nước nó cứ từ từ nó ra, nó ép rồi nó ra đây thôi. Đó, mình xây mới chưa được 1/3 mình được chừng này nước nè. Đây là mình sẽ thay cái ca khác này. Đó, chút nữa mình mới uống cái ca này. Bây giờ mình bỏ vô đi, tiếp tục bỏ vô đi. Ok các bạn, bây giờ cái này nó đầy rồi, bây giờ mình cho nước vô đây đi nha. Đó, các bạn thấy một định tắt cái máy nha. Đây là một cái chai nước mà mình xay ra. Các bạn nhìn thấy nó rất là đẹp nha. Để mình lấy cái ống hút, mình hút thử coi cái nước nó có ngon hay không. Ok, rất là ngon. Wow, rất là đã luôn các bạn. Rất là nước rất là ngọt, có mùi trái cây, rất là đậm đà, cái tươi luôn á, tươi chất trái cây luôn nè. Nước này á, mình tự xay á, thì mình biết được trong cái nước này nó có cái gì, đúng không? Mình biết là mình có những trái cây tươi xanh tốt, không có chất bảo quản, nên mình rất là an tâm khi mình uống nước này. Còn nếu mà mình mua từ ngoài á, mình mua từ ngoài mà cái chai mà họ làm sẵn á, thì mình không có biết trong đó là người ta bỏ trái cây gì, đúng không các bạn? Rồi có những chất bảo quản gì, làm sao mình biết được? Mình mua về mình cứ uống, mình thấy ngon mình uống thôi, chứ mình đâu có biết được là trong đó nó có chất gì. Nên mình tự làm thì mình an tâm hơn ha. Rất là ngon luôn. Mình uống mình nghiện luôn nha. Cái này nếu mà ngày nào cũng uống rất là tốt cho sức khỏe của mình. Ok, video hôm nay mình dừng ở đây nhé các bạn. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn và bye bye. Hẹn gặp sau.